Vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư UBFI. Tôi xin giới thiệu, tôi là Chris Lộc Đào, là chủ tịch của USIS, tên đầy đủ là USIS Investment Services. Công ty USIS hoạt động chuyên UBFI từ 2009 cho tới nay, hơn 9 năm qua. Chúng tôi đã thực hiện thành công trên 400 hồ sơ UBFI, và hầu hết tất cả những nhà đầu tư UBFI của chúng tôi đều quan tâm về các cái lĩnh vực về an cư. Đó, thì trong đó cái vấn đề mà chính sách thuế ảnh hưởng như thế nào đối với nhà đầu tư UBFI luôn là những cái quan tâm hàng đầu của những khách hàng UBFI của chúng tôi trong 9 năm qua. Và hôm nay chúng tôi đã hân hạnh được mời anh Kim Ly. Anh là chuyên viên thuế CPA, tức là Certified Public Accountant. Anh có thâm niên 40 năm chuyên về thuế. Anh đã từng 9 năm làm việc cho Top 4 công ty thuế quốc tế là Deloitte. Và từ 1988 anh thành lập công ty Kim Ly CPA cho tới ngày hôm nay. Và anh đã cộng tác với USIS hỗ trợ các nhà đầu tư UBFI trong 3 năm qua. Và hôm nay xin mời hân hạnh được đón tiếp anh. Chào. Cảm ơn Chris. Hôm nay rất hân hạnh là được Chris mời nói chuyện với những nhà đầu tư UBFI. Thì đây là một những vấn đề rất là phức tạp, và có vấn đề thuế vụ của Mỹ thì nó cũng rất là rộng rãi. Thành ra là có rất nhiều câu hỏi về vấn đề này. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng rất là vui được hân hạnh có dịp để giúp Chris cũng như là những người đầu tư UBFI để trả lời những câu hỏi mà họ đã đặt với Chris. Vâng. Anh vui lòng cho các nhà đầu tư UBFI biết chút xíu về cá nhân của anh cũng như là cái thâm niên 40 năm qua. Tôi sang Mỹ năm 1975. Thì năm 1978 thì tôi bắt đầu làm việc cho một trong bốn công ty về cố vấn thuế vụ và kiểm tra thanh tra kế toán, một trong bốn công ty lớn nhất ở nước Mỹ là công ty tên là Deloitte. Thì tôi làm với công ty đó từ 1978 cho đến 1986. Tôi là senior manager của Deloitte, và sau đó thì tôi lập công ty riêng của tôi về kế toán thuế vụ và giúp tất cả những xí nghiệp nhỏ ở Mỹ cũng như những người chủ của xí nghiệp có lợi tức cao. Vâng, thì trong 9 năm qua chúng tôi thường xuyên được nhà đầu tư gửi vào những cái câu hỏi mà nhà đầu tư UBFI quan tâm nhất là về chính sách thuế. Vâng, xin đặt câu hỏi đầu tiên cho anh Kim. Chính sách thuế dành cho người nhà đầu tư UBFI có thẻ xanh như thế nào, và tới thời điểm này có phải là người có thẻ xanh vẫn phải chịu thuế toàn cầu hay không, thưa anh? Dạ thưa, đúng anh Chris, là thuế ở Mỹ đó, thì nếu mà mình có thẻ xanh thì luật thuế ở Mỹ đó kể như là mình là người cũng tương đương như là người có quốc tịch Mỹ. Thành ra là mình có thẻ xanh, mình ở đây, mặc dù mình không phải là công dân Mỹ, nhưng mà về phương diện thuế vụ thì họ kể như là mình cũng tường trình thuế má hàng năm cũng y như là một người có công dân Mỹ ở đây. Và đặc biệt là có một số người không có rõ là khi tôi ở Việt Nam, tôi sang đây thì thuế má của tôi như thế nào. Tôi sang Mỹ tôi không có lợi tức, nhưng mà ở bên Việt Nam thì tôi có lợi tức, một số lợi tức cũng chưa có, hay là cũng còn công việc làm ăn bên đó thì như thế nào. Thì trên nguyên tắc nói chung đó, thì khi mà mình ở Mỹ á, mình có thẻ xanh thì tất cả những lợi tức ở khắp nơi trên thế giới, không những ở Mỹ không, nhưng mà khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam, ở Singapore, ở Hồng Kông hay là ở Thượng Hải, bất cứ chỗ nào mà mình có lợi tức thì mình kể như là mình phải tường trình cho sở thuế của Mỹ ở đây. Vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi kế tiếp rằng trong trường hợp nhà đầu tư UBFI trước khi họ có thẻ xanh, họ đang trong cái tiến độ làm UBFI đó, trước khi họ thẻ xanh thì
họ đã chưa có phải chịu cái áp về chính sách thuế đúng không ạ? Dạ. Cho tới khi họ có thẻ xanh đúng không ạ? Dạ đúng đúng. Vâng. Thí dụ bây giờ thí dụ như một người chuẩn bị sang Mỹ lo giấy tờ thì theo tôi hiểu thì thủ tục giấy tờ cũng lâu lắm, có thể 1 2 3 năm tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mình sang Mỹ, thí dụ như mình sang Mỹ mình có thẻ xanh là vào ngày 1 tháng 10 2017, thí dụ vậy. Tức là mình sang Mỹ mới được có 3 tháng thôi. Thì mình ở bên Việt Nam 9 tháng, từ tháng 1 đến tháng 9. Thì trên nguyên tắc tất cả những cái lợi tức của mình á, là phải khai báo với lại chính phủ Mỹ đó, là phải bắt đầu từ ngày mà mình có thẻ xanh. Từ ngày có thẻ xanh. Trước đó, đó thì mình có nhận tiền lợi tức ở bên Việt Nam bao nhiêu chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng về thuế bên này. Nhưng mà khi mà mình nhận được tiền từ ngày mà mình có thẻ xanh đó, thì đó là kể như là lợi tức toàn cầu. Tức là mình phải tường trình. Vâng, vâng. Thưa anh, câu hỏi kế tiếp rằng là sau khi mà nhà đầu tư EB-5 mà phỏng vấn thành công và họ nhận được visa định cư, thì những cái tài sản, tại vì luật pháp Việt Nam và Mỹ cho phép nhà đầu tư được chuyển tài sản của họ từ bán tài sản, nhà, cửa, ô tô để mà họ mang theo để mà qua đây định cư rồi sinh sống, kinh doanh. Thì những cái tài sản họ mang theo đó, từ bán đất hay là những cái tiền tiết kiệm, saving của họ có sẵn, tài sản bán ô tô, bán boat, du thuyền, nhà, cửa, đất đai, thì có phải đóng thuế không anh? Dạ thưa, trên nguyên tắc là không. Nhưng mà để tôi giải thích thêm một chút cho nó rõ là như thế này. Khi mà mình sang Mỹ đó, chỉ có những cái lợi tức mà mình làm ra từ ngày mình có thẻ xanh thì mới bị đóng thuế thôi. Thí dụ như mình ở Việt Nam, mình làm ăn bên Việt Nam, mình có tài sản sẵn rồi. Vâng. Có nhà, cửa, có đủ mọi chuyện bên đó. Có công ty, rồi có tiền tiết kiệm, có ngân hàng, trương mục tiết kiệm trong đó. Thì tất cả những cái gì gọi là cái của mình có sẫn đó. Có sẵn. Thì mình mang sang Mỹ đó. Vâng. Thì mình mang sang Mỹ đó. Thì nó không có bị đánh thuế, tại vì cái đó nó không phải là lợi tức. Vâng. Tức là không phải là lợi tức của mình làm ra. Vâng. Đó là tài sản có tài trước sản có khi trở thành thổ chủ nhân. Đối với thuế của Mỹ đó, khi nào đó là nó sanh lời ra, sanh lời, có lợi tức thì là mình mới đóng thuế thôi. Vâng, vâng. Còn nếu mà những cái mình có sẵn, thí dụ của công từ cái sự nghiệp của mình để lại trước khi mình sang đây đó, vâng, thì là nó đã ảnh hưởng là thuế của Việt Nam thôi. Vâng. Còn những cái gì mình có mình mang sang đây đó thì là không có thành vấn đề. Vâng, vâng. Ý của anh là theo luật thuế Mỹ đó là thí dụ một nhà đầu tư họ tổng tài sản của họ nhà cửa đất đai ô tô và tiết kiệm thí dụ là 3 triệu đô đi thì họ nhập cảnh Mỹ theo cái visa định cư EB-5 thì cái 3 triệu đô đó không phải đóng thuế. Tuy nhiên nếu mà 3 triệu đô đó họ đem qua Mỹ mà họ đầu tư mà có lợi nhuận thì họ chỉ đóng thuế trên cái lợi nhuận sinh ra từ 3 triệu đó đúng không anh? Dạ đúng như vậy. Thí dụ như bây giờ trong cái trường hợp của anh, ví dụ như họ mang sang 3 triệu, cái đó là cái vốn. Dạ, cái vốn. Vốn thì là không trước khi thuế. Có thẻ xanh. Cái vốn là cái khác, cái lời là tính thuế. Rồi. Cái vốn 3 triệu đó là khi họ mang sang đây, nói thí dụ 3 triệu tiền mặt đi. Dạ, rồi. Là trong ngân hàng chuyển qua. Vâng. 3 triệu đó, ví dụ như qua đây mình bỏ vào thị trường chứng khoán hay là mình bỏ vào ngân hàng hay là mình làm ăn buôn bán gì, bất cứ cái gì. Vâng. Mà nó sanh lời, thí dụ như là 10%. Dạ, rồi. Sanh lời 3 triệu thành 300 ngàn. Vâng. Thì cái 300 ngàn đó, đó là mình gọi là taxable income, tức là cái income mà mình phải chịu thuế. Vâng. Còn cái vốn 3 triệu là cái gì mà nghe có chữ vốn đó là không phải đóng thuế. Chỉ có cái lời mới đóng thuế thôi. Hiện nay cái barem, giả sử đi là 3 triệu mà họ kinh doanh ở Mỹ mà lợi nhuận được là 300 ngàn. Đó thì trung bình là một nhà đầu tư B5. Họ thí dụ qua đây họ mua nhà, họ kinh doanh bất động sản. Ngoài cái đó họ không có làm gì hết. Thì họ phải đóng thuế bao nhiêu phần trăm trên cái 300 ngàn lợi nhuận đó thưa anh? Dạ thưa, cái thuế của Mỹ là nó theo cái hệ thống lũy tiến. Lũy tiến, dạ. Tức là nếu mình lợi tức mình thấp thì mình đóng cái tỷ lệ thấp. Vâng. Lợi tức mình cao hơn thì đóng thuế cao hơn, lợi tức cao hơn nữa thì đóng cao hơn nữa. Vâng, vâng. Thành ra trên nguyên tắc đó là nó thay đổi, nhưng mà trung bình đó là cái lợi tức của Mỹ đó, thí dụ như mình làm dưới một số tiền nào đó là ví dụ như 10 ngàn một năm hay 15 ngàn một sinh lời đó là không đóng thuế, thí dụ vậy. Vâng, vâng. Nhưng mà một cặp vợ chồng thí dụ như
Làm thuế thì cái thuế lũy tiến nó theo có từng cấp bậc, nhưng mà tương đương đó là nó có thể từ trung bình, thì ví dụ mà một người làm khoảng chừng 200-300 ngàn thì thuế. Không, em cụ thể luôn đó là bây giờ một cặp nhà, gia đình EB5 qua đầu tư mang 3 triệu qua đầu tư bất động sản và trong cái năm đó, một năm đó là cái lợi nhuận từ cái kinh doanh bất động sản 3 triệu đô đó là được 10%, tức là 300 ngàn. Thì cặp nhà đầu tư này đó là phải đóng bao nhiêu phần trăm trên cái 300 ngàn lợi nhuận đó? Tổng quát nếu mà cái lợi tức là lợi tức, nếu mà không phải là long term capital gain á, cái này thì hơi phức tạp một chút, tại vì cái nếu mà estimate thôi anh, và trung bình thì nó khoảng trung bình đó là federal tax là khoảng chừng 28%. Ok, rồi cái state of California là khoảng 9.3%. Rồi, vâng. Thì là khoảng 30-mấy% đại khái vậy đó. Vâng. Trên cái 10% đó, họ nhà đầu tư họ có được miễn hay là trừ gì đó trên cái phần thuế họ phải đóng lại không? Thí dụ họ có con nhỏ đi học, hoặc là họ phải trả tiền lợi tiền lời ngân hàng. Vâng, anh có thể chia sẻ là những cái phần nào họ được trừ thuế? Cái này thì hơi vô chi tiết một chút, nhưng mà cũng nói tổng quát để cho quý vị biết là như thế này. Ở Mỹ đó thì họ chỉ đánh thuế trên cái phần mà sau khi mình trừ những cái khoản chi phí, hoặc mình trừ những cái khoản mà chính phủ cho phép. Thí dụ như hai vợ chồng mà có hai đứa con thì mình kể như là mình được trừ thuế, mình được cái phần mà chuẩn họ cho để mà trừ cho gia đình 4 người. Rồi khi mà mình mua nhà thì mình có trả tiền lời ngân hàng, thì cái tiền lời ngân hàng đó cũng được trừ thuế. Rồi khi mà mình có những cái chi phí mà có những một số nhiều lắm mà nói ra chi tiết thì hơi nhiều, nhưng mà đại khái là chính phủ Mỹ họ cho mình những cái khoản trừ, ví dụ lợi tức mà bao nhiêu đây, rồi họ nói mình trừ được bao nhiêu đây, rồi tới cái phần chót đó là cái phần taxable income, tức là cái phần income mà mình phải chịu đóng thuế. Thì thường thường thí dụ như một gia đình EB5, tôi nói chung chung thôi, mình sang đây mình có mua nhà rồi mình có cái đầu tư mình lợi được 300 ngàn, thì sau 300 ngàn đó mình trừ những cái chi phí mà chính phủ cho phép đó, thì thường thường cũng trừ được khoảng chừng 50 ngàn đi, thí dụ vậy. Thì cái phần gọi là net taxable income của mình đó là 250 ngàn, thì mình đóng khoảng 20-mấy% thuế của federal và 9% thuế của California, thì đại khái như vậy. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Chuyển tài sản qua Mỹ mà sau khi có thẻ xanh á, thì cụ thể là như thế nào? Tức là mặc dù là cái đó là cái vốn, cái tài sản mình có trước khi nhà đầu tư trở thành đối thủ chủ nhân, nhưng thí dụ họ ngân hàng Việt Nam cho phép chuyển qua tài khoản cá nhân của họ bên Mỹ, thí dụ 1 triệu đô, 2 triệu đô, nhưng nhà đầu tư có cần phải khai báo không anh? Dạ thưa không anh, tức là trên nguyên tắc đó, nếu mà mình chuyển á, mình chuyển chính thức là từ ngân hàng qua ngân hàng đó, thì là cái đó là một lần nữa là vốn. Vốn thì là mình không cần phải khai. Thành ra thí dụ như giờ mình bên đó mình có tiền sẵn bên ngân hàng Việt Nam, mình chuyển qua Mỹ chính thức ngân hàng, tôi nói thí dụ ngân hàng Việt Nam Thương Tín ở Việt Nam chuyển qua ngân hàng Bank of America ở Mỹ hay là gì đó, thì cái tiền đó là tiền vốn của mình chuyển thì không sao hết á. Ở Mỹ thì họ kiểm soát rất chặt chẽ cái vấn đề, từ cái lúc mà mình có cái vụ mà khủng bố thì từ đó thì họ chỉ sợ là tiền của người khủng bố họ chuyển qua đi qua lại rồi họ làm những cái chuyện không đúng thôi, thành ra họ chỉ cần để ý tới cái vấn đề đó thôi. Chứ còn tiền mình mà chính thức, tiền mình mà tiền không phải là những cái tiền mà lem nhem đó, thì là mình chuyển chính thức thì không có gì phải sợ hết. Vâng, vâng. Cảm ơn anh. Câu hỏi kế tiếp mà cũng rất là nhiều nhà đầu tư DeFi của USIT trong những năm qua, hầu hết là họ là chủ doanh nghiệp, có cơ sở thương mại kinh doanh hoặc là về dịch vụ sản xuất. Thì thưa anh, khi mà nhà đầu tư trong cái diện này mà họ đã có thẻ xanh, đó, họ đi về và các cái kinh doanh của họ vẫn hoạt động ở Việt Nam và vẫn tạo lợi nhuận, thì cái việc những cái việc kinh doanh của họ ở ngoài Mỹ, thí dụ ở Việt Nam mà là ở ngoài nước Mỹ, sẽ ảnh hưởng về chính sách thuế đối với cá nhân nhà đầu tư như thế nào anh? Dạ thưa, một số người EB5 sang đây thì đa số là cũng có công ăn việc làm, có những cơ sở thương mại còn ở lại Việt Nam. Vâng. Thì có lẽ là cũng một số năm rồi mới giải quyết được. Vâng. Thành ra là một lần nữa là tất cả những lợi tức của mình có đó
là nó tính là lợi tức toàn cầu, tức là ở Mỹ hay là ở Việt Nam gì cũng vậy. Thật ra khi quý vị có những cơ sở thương mại hay là có những công ăn việc làm ở Việt Nam đó, mà quý vị có lợi tức đó, thì cái lợi tức đó vẫn phải khai bên Mỹ. Thì thật sự thì cái này nó cũng không có công bằng lắm, là tại vì Việt Nam với Mỹ bây giờ nó chưa có cái chính sách gọi là thuế phụ. Thành ra là bây giờ hai nước, mặc dầu là mình làm ở Việt Nam, mình bị thuế ở Việt Nam rồi, nhưng mà Mỹ họ vẫn đánh thuế mình một lần nữa, là tại vì họ đánh thuế toàn cầu, tại vì Mỹ với Việt Nam chưa có cái gọi là tax treaty, chưa có cái thỏa thuận, cái ước về thuế vụ. Cho nên những cái lợi tức mà quý vị làm ở bên Việt Nam thì vẫn phải khai thuế ở Mỹ như thường. Thành ra đây là một vấn đề mà quý vị ở bên Việt Nam có lẽ là phải chuẩn bị và cũng phải kế hoạch cho rõ ràng, chứ nếu không thì sau này cũng phải bị đóng thuế nhiều lắm. Dạ. Vâng, vâng. Cảm ơn anh. Hy vọng là trong tương lai gần đây, chính phủ Việt Nam và Mỹ sẽ có những cái thỏa thuận chống không phải đóng thuế hai lần nữa, thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều cho nhà đầu tư BFI. Và câu hỏi cuối cùng, thưa anh, rằng anh có chia sẻ những cái lời khuyên dành cho nhà đầu tư BFI trước khi họ nhập cảnh Mỹ, họ phải cần chuẩn bị như thế nào về kế hoạch tài chính cho họ để mà tốt nhất họ có một cái kế hoạch tài chính và chính sách thuế như thế nào tốt nhất cho nhà đầu tư, thưa anh? Một trong những cái điểm quan trọng nhất khi mà sang Mỹ đó là Mỹ mình phải có những cái kế hoạch về thuế vụ, tức là tax planning. Thì nếu mà mình có kế hoạch đúng mà sớm trước khi mình sang Mỹ đó, thì mình sẽ được giảm thuế rất là nhiều. Tại vì nếu mà mình không có kế hoạch đúng đó, thì tất cả những lợi tức đó, thay vì lúc đó là nó bị tắt bên Việt Nam thôi, thì thuế thấp hơn, thì khi sang Mỹ đó cái thuế nó rất là cao. Thành ra là tôi đề nghị là rất là quan trọng và rất là cần thiết để cho những người đầu tư EB-5 cần phải gặp để hỏi về tất cả những cố vấn thuế vụ trước khi sang Mỹ, càng sớm càng tốt. Là tại vì sai một ly đi một dặm, nếu quý vị mà tính trước đó, thì quý vị có thể tiết kiệm được rất rất là nhiều thuế. Thành ra là tôi nghĩ đó là điểm quan trọng nhất. Thuế Mỹ thì nó rất rộng rãi và rất phức tạp, thành ra là mỗi trường hợp đó là nó có một trường hợp riêng với nhau. Thành ra là quý vị nên gặp riêng cái người chuyên viên thuế vụ để người đó có thể chỉ cho mình biết những cái gì mà mình phải lo, những cái gì mà mình không phải lo. Thành ra một trong những vấn đề, ngay cả người Mỹ cũng vậy, có những cái là có những cái đáng lo thì họ không lo, nhưng những cái không đáng lo thì họ lo. Thành ra bởi vì cho nên mình mới đi gặp những người chuyên viên thuế vụ như vậy. Cũng như là sức khỏe của mình đi, nếu mình khám sức khỏe trước thì mình biết phòng ngừa, cái đó thì là nó vẫn tốt hơn là mình không có phòng ngừa rồi đến khi mà nó đổ bệnh ra thì là mình kẹt lắm. Vâng, cảm ơn anh những cái chia sẻ và những cái lời khuyên rất là hữu ích cho nhà đầu tư BFI và chính sách thuế Mỹ. Cảm ơn quý nhà đầu tư BFI đã theo dõi về chuyên đề thuế Mỹ ảnh hưởng như thế nào với nhà đầu tư BFI. Và trong tháng 4 này, YouTube chúng tôi sẽ mời anh Kim Lee, CPA với thâm niên 40 năm chuyên về thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân về Việt Nam, Sài Gòn và Hà Nội, để chúng tôi mời quý vị tham dự những cái seminar chuyên đề về thuế Mỹ. Và sau đó chúng tôi có những cái buổi tư vấn one to one. Nếu quý vị nào mà quan tâm, chúng tôi quý vị có thể liên hệ văn phòng USHIP ở Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Chris. Dạ. Vâng. Dạ, hân hạnh làm việc với USHIP. Dạ, vâng. Thank you, anh. Dạ. Dạ.